sau những sự kiện xảy ra trong series chính Kamen Rider Build, New World, Kamen Rider Gree, sau cuộc chiến cùng với tên Killbot, Evos cũng rời khỏi trái đất, mọi người đều trở lại với cuộc sống bình thường, cho đến khi đầu não của Nhật Bản bị tấn công bởi tổ chức Dawnfall. Chúng là một tổ chức khủng bố có vũ trang. Tổ chức này mang sức mạnh của Phantom Crusher, được chế tạo từ chất lỏng Phantom Liquid. Nó là phần nâng cấp của Nebula Gar, có được sức mạnh to lớn hơn so với những Rider tại thời điểm đó. Hơn nữa, bọn chúng còn có khả năng vô hiện hóa tất cả những Rider sử dụng Nebula Gar. Và một trong số những tên trong Dawnfall đã được cử tới để thủ tiêu người còn lại, Kazumi Kamen Rider Gree. Lúc này anh đang hoạt động tại khu nông trại của bản thân. Cuộc tấn công đã bị vô hiệu hóa khi anh vẫn chuyển hóa thành Kamen Rider Gree để áp đảo hắn. Sự kiện này được lý giải bởi Sento, tình cờ Kazumi cùng với ba người đồng đội của mình đã tắm tại một số nước nóng có dung dịch Phantom Liquid, khiến họ vẫn có khả năng biến hình mặc dù đã mất đi toàn bộ Nebula Gar trong cơ thể. Là niềm hy vọng cuối cùng của cả nhóm khi anh là người duy nhất có khả năng Henshin. Chưa kịp tự hào được bao lâu, Mikasa đã bị tên Metal Bill bắt giữ. Tất cả nhiệt huyết cũng như tình yêu của bản thân, anh đã thẳng tiến tới căn cứ của Dawnfall để đánh bại bọn chúng. Trận chiến của anh cùng với Kamen Rider Metal Bill, vũ khí tối thượng và nguy hiểm nhất Blizzard Knuckle, cũng được anh tái sử dụng để giải cứu người mình yêu. Mikasa đang trong vòng vây nguy hiểm, không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản anh, cho dù đó có là cái chết. Chuyển hóa bằng Blizzard Knuckle trở thành Gree Blizzard, Phantom Bill hay là ai đi chăng nữa cũng chỉ có thể làm đối thủ ngang tầm với sức mạnh tối thượng của băng giá. Cả hai chiến đấu với nhau ngang tài ngang sức cho đến khi tên Metal Bill sử dụng mảnh Pandora màu trắng kết hợp cùng với thuộc hạ của hắn tạo nên hình dạng của Phantom Bill, một bóng ma. Chiếc xe tăng từ Hazard Trigger cùng với hai chiếc Bottle Tang Tang được bọc bên ngoài một bộ giáp từ một chiếc máy bay phản lực không chiến. Nó là một cỗ máy hủy diệt với hàng loạt tên lửa được bắn ra để áp đảo kẻ thù, cùng với tốc độ siêu thanh từ một chiếc máy bay nghiền nát kẻ thù bằng sức cán của xe tăng. Hắn là một thế lực đại diện cho quân đội thời hiện đại, và điều gì thích hợp hơn để chống lại hắn bằng đế chế của quá khứ? Nếu chúng ta không thể chiến đấu bằng thực lực hiện tại thì chúng ta cần những người đồng đội của mình. Banjo đã đưa cho anh đế chế của bản thân, Perfect Kingdom. Cảm nhận sự hy sinh từ cả ba người đồng đội của mình, quyết tâm của anh lại một lần nữa được đẩy cao. Kết hợp Bottle cùng với vương quốc hoàn hảo của mình, anh đã trở thành Kamen Rider Gree Perfect Kingdom. Build là một series cực kỳ hoàn hảo từ nội dung, nhân vật cho tới thiết kế của Rider. Perfect Kingdom còn đẹp hơn cả form Crosset Evos vừa được ra mắt không lâu. Gree Perfect Kingdom là đế chế của Kazumi cùng với những người bạn của anh, với tông màu vàng kim và bạc được đen xen vào phần trên và phần dưới của Perfect Kingdom, còn lại là những màu chrome của xanh, vàng và đỏ đại diện cho ba người bạn của anh. Phần vũ khí của họ cũng như đại diện của Smug mà họ biến hình cũng được bố trí đồng đều trên khắp cơ thể của Kazumi, đại diện cho sự đặc trưng của từng người. Đôi cánh của Kiba với sức mạnh của Cú, chiếc khiên là bức tường thành vững chắc của Akaba, cũng như cặp song kiếm là cặp càng của lò bộ Kuwagata đại diện cho Aoba, hoàn hảo một cách tuyệt vời. Gương mặt của Perfect Kingdom cũng là sự trộn lẫn giữa cả ba người, với phần má là đôi cánh từ Cú, cặp càng của lò bộ Kuwagata và tấm khiên ở giữa của vương quốc bất khả chiến bại. Nhưng để sử dụng được sức mạnh tối thượng này cũng không phải đơn giản. Anh cũng phải ăn hành lên bờ xuống ruộng để có thể kích hoạt toàn bộ khả năng mà nó mang lại. Có chỉ số vượt trội hơn Gree Blizzard, và anh cũng tận dụng được khả năng từ ba người đồng đội của mình. Hai thanh gươm trên tay là hai chiếc càng của loài bộ Kuwagata, giúp anh cận chiến cũng như tạo ra những nhát kiếm năng lượng. Cặp khiên trên vai của anh tăng cao phòng thủ, thậm chí là hóa giải những đòn tấn công cực mạnh của kẻ thù, chẳng gây bất kỳ tổn thương nào cho anh, xứng đáng với sức mạnh của cả một tòa lâu đài. Tấm khiên trên vai còn có thể tụ lực để bắn ra nguồn sức mạnh hủy diệt như một hộp pháo năng lượng. Phần đôi cánh phía sau sẽ giúp anh bay lượn, mang năng lực của loài Cú, kết hợp cả ba một cách nhuần nhuyễn, anh mới có thể đánh bại được tên Phantom Bill và để kết liễu kẻ thù khó nhằn này. Đòn tất sát Perfect Kingdom Finish, anh lao lên bầu trời tạo ra cú Rider Kick của mình, một cú đá va chạm với kẻ thù tạo nên những hình ảnh của ba người đồng đội của anh. Tất cả mọi người hợp lực lại để tiêu diệt hoàn toàn tên Phantom Bill.